thành phố Lạng Sơn càng về đêm càng trở nên lạnh hơn. Rất may là tôi đã mua một chiếc áo khoác ở chợ Kỳ Lừa, khá là ấm. Hiện giờ tôi đang đến nhà cô Phương, người được mệnh danh là nấu phở chua ngon nhất ở đây. Không phải để ăn hay là để học cách làm nấu phở chua, mà tôi ở nhà cô Phương một đêm bởi vì sáng mai tôi và cô Phương sẽ phải dậy rất sớm để làm món phở chua và sau đó mang ra chợ bán. Cô Phương ơi. Dạ, chào Dũng đây ạ. Dạ, cô. Bây giờ đã hơn 4 giờ và trời đã bắt đầu tan tảng sáng. Nhưng cô Phương đã dậy từ rất sớm chứ tôi rất lâu rồi để xay bột. Và bây giờ nhiệm vụ của tôi là sẽ giúp cô Phương tráng bánh phở. Bây giờ cho thế này vừa cho cô. Một muôi đầy. Một muôi đầy này. Cho vào. Vào đây. Làm nhanh tay lên. Giống như mình tráng bánh quần đúng không ạ? Từ từ. Rồi, thế thôi nha. Rồi. Đấy, đậy vào. Khi nào mà khói này được rồi đúng không cô? Ừ. Đây là cháu để bột siêu đều nhé, chỗ có chỗ không như này. Cái này là hỏng rồi ạ cô? Ừ, cái này là bị hỏng. Được rồi. Bây giờ đổ vào cô nhé. Ừ. Rồi ạ. Đổ vào. Cái chắc được rồi. Được. Đấy. Rồi, đấy ngon lành. Nó hớt từ dưới lên này. Đây đi ạ. Nhẹ thôi. Đấy, được rồi, được rồi. Cháu không, bây giờ quay được chưa cô? Cháu nghiêng. Nghiêng. Đấy. Ngon nha. Rồi. Các bạn hãy xem đây là cái bánh phở mà tôi đã làm. Không hề có một vết nứt nào cả. Rất là dày và tròn. Đây là thành quả của tôi và cô Phương sau 2 tiếng đồng hồ tráng bánh phở. Các bạn nhìn thấy là đây là bánh phở của cô Phương tráng này. Còn đây là của tôi tráng này. Có vẻ là hôm nay là ít hơn mọi khi vì là do tôi đang học một số cái bánh phở khác. Mà chắc là không sao đúng không cô Phương? Không, mình sẽ bán những cái mà hoàn thiện đây rồi. Cô đặt cháu sang bên này. Ở món phở chua của Lạng Sơn thì ngoài bánh phở còn có rất nhiều các loại gia vị khác, ví dụ như là lạc này, bột trao, lạp sườn, thịt xá xíu và các loại rau thơm. Nhưng có một loại nguyên liệu rất đặc biệt, đó chính là khoai lang bào mỏng và được trao giòn. Cháu thảo đây cô nhé. Món này đặc trưng của dân tộc nào cô? Ở đây thì nó có nhiều dân tộc, người Hoa này, người Tày, người Nùng này. Mà cái món này nó phổ biến nhất là trong các đám cỗ. Đám nào bắt buộc cũng phải có cái món này. Đấy. Cô ơi, các nguyên liệu mình chuẩn bị cần xong hết rồi đấy ạ. Nhưng có một cái muốn hỏi cô là tại sao mình gọi là phở chua hả cô? Phở chua thì vì mình còn một thứ nước dùng nữa. Làm từ giấm. Nấu bằng giấm. Nước dùng. Ở đây bây giờ cháu bỏ đây, ra để cô đặt nồi nước dùng lên. Đây. Đây là nước lủ. Nước lủ ạ? Đấy là tiếng dân tộc không ạ? Ừ, dân tộc gọi là lũ. Còn tiếng Kinh thì cô không biết, nước dùng. Cháu gọi là nước dùng thôi. Đấy, ừ. Thì làm bằng từ giấm. Giấm, còn gì nữa không ạ? Giấm này, đường, các thứ, mắm muối mình pha chế vừa đi. Rồi. Chua ngọt mà. Vâng. Bây giờ cô cháu mình mang... ra chợ bán. Đúng rồi, không còn muộn. Nào, bắt đầu đi, không muộn rồi. Vâng. Ôi, nặng không ạ? Để cháu gánh hộ cho ạ. Cháu thử gánh xem. Được, ngon. Chú ơi, cháu ơi. Đây ạ. À, khoan. Thực ra sáng nay tôi rất sợ ở ấy hàng bởi vì mình ra muộn. Mà thực sự các bạn nhìn thấy xung quanh tôi rất nhiều người đến ăn hàng. Các bạn thấy đấy, hàng cô Phương rất là đông khách và thậm chí tôi không có cơ hội để thưởng thức xem là cái món phở của cô Phương là ngon như thế nào. Chị ơi, em hỏi là chị có hay ăn phở không ạ? Món phở chua, thế ạ? Chị thấy là phở chua nhà cô Phương thế nào chị? Ngon. Ngon ạ? Chị là người Nùng đúng không? Tiếng Nùng thì mình nói là phở chua rất là ngon thì nói thế nào? Văn Lai. Là một đầu bếp chuyên nghiệp, tôi luôn hứng thú với những bí kíp nấu ăn gia truyền và tôi đã bắt đầu một khóa học mới, khóa học khám phá những món ăn đặc sản trên khắp vùng miền cả nước qua hành trình S Việt Nam. Hãy đồng hành cùng tôi nhé. Tôi yêu S Việt Nam.